Ngươi nghĩ dùng tấn công đánh đổ chút máu cuối cùng của Tam Thái Tử, Goku có thể giành chiến thắng không? Phải không? Tất nhiên là không, bởi vì khi Tam Thái Tử ngã xuống đất, Đường Tăng sẽ chạy tới cứu hắn. Hơn nữa Tam Thái Tử sẽ trở thành trạng thái vô địch, bất kể chúng ta chơi bài gì, không thể gây hại cho anh ta. Làm thế nào bạn có thể đánh bại Thái Tử thứ ba? Tiểu Bạch Long, ngươi dám giết ngựa của ta, ngươi đến không tốt Goku. Nhẹ tay đi, sau này tôi còn phải đi nữa. Ahan, trước tiên hãy xem Goku có thể gì. Tiên đan cộng với đao hầm tổng hợp đĩa chu đan, hiệu quả là tăng gấp đôi số lượng tấn công, đánh trước để tăng cường tấn công. Xin mời Phan Châu Đan, xem tôi đi. Tiếp tục tổng hợp thẻ cao cấp, hai đòn tấn công có thể tổng hợp vòng chuẩn xác kết hợp, sau đó vào lòng bàn tay. Tổng hợp thẻ cuối cùng giảm dầu 18 lòng bàn tay, hiệu quả là gây 100 điểm sát thương. Đừng vội, gọi đi. Đầu tiên dùng tiên đan cộng với đào để tổng hợp đơn văn su, lại một của chúng tôi nữa. Tiếp tục tổng hợp thẻ đơn văn su. Tiếp theo là xem màn trình diễn của tôi. Trước tiên hãy đặt một đơn hàng văn su, xin vui lòng đặt hàng văn su. Bởi vì phía trước chúng tôi đã đánh một cái rồi, vì vậy bây giờ thiệt hại tấn công đã trở thành 4 lần. Chúng tôi tiếp tục đánh thêm một cái nữa, xin vui lòng Phan Chu Đan. Như vậy sát thương công kích của chúng ta sẽ tăng gấp 8 lần. Cùng với lá bài cuối cùng có thể đem Tam Thái Tử ra rồi. Những lúc này Đường Tăng sẽ chạy ra cứu sống hắn, và nó sẽ kích hoạt trạng thái bất khả chiến bại của anh ta. Vậy thì sao? Đừng hoảng sợ, thực ra rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần ấn lâu vào mũ của Đường Tăng, sau đó kéo nó lên của đào, sẽ tổng hợp mũ nguyên liệu thô, sau đó lấy nó ra, có thể giải trừ trạng thái bất khả chiến bại của Tam Thái Tử, công chúa nửa đời. Làm sao tôi có thể sống thiếu anh? Này này, sau đó chúng tôi dùng hai đòn tấn công, sau đó lại đánh tay. Tổng hợp thẻ cuối cùng giảm dầu 18 lòng bàn tay, vì vậy nó có thể dễ dàng bị giết một lần nữa.